Mến chào các bạn yêu thích bóng đá trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số trận đấu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, La Liga giữa Espanyol với Villarreal vào lúc 0 giờ 30 ngày 22 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Espanyol đã có ngày ra quân tương đối thuận lợi tại La Liga. Làm khách của đội bóng khá khó chịu là Osasuna, nhưng kết quả 0-0 cũng có thể được xem là thành công đối với Espanyol. Mới trở lại La Liga, việc tránh được trận thua trong ngày khai mạc sẽ tạo nên cú hích lớn về mặt tinh thần cho các cầu thủ Espanyol. Về phía đội khách Villarreal, họ dường như vẫn đang ngủ quên trên chiến thắng kể từ khi lên ngôi vô địch UEFA Europa League. Đoàn quân của huấn luyện viên Unai Emery thi đấu khá thiếu sức sống. Kết quả bóng đá 5 trận gần nhất cho thấy Villarreal chưa thể giành được bất cứ một chiến thắng nào. Cụ thể, họ hòa 3 trận và thua 2. Cũng giống đội chủ nhà, Villarreal đã khởi đầu mùa giải bằng 1 trận hòa 0 bàn thắng. Espanyol đang đem đến cho người chơi đặt cược một sự an toàn nhất định, 5 trận mở kèo gần nhất, đội chủ nhà thua đúng 1 trận và họ đang có chuỗi 4 trận không thua kèo liên tiếp trong đó thắng 1 và hòa kèo tới 3 trận. Ngược lại, Villarreal chỉ thắng kèo 1, hòa 1 và thua tới 3 trận mở kèo trên 5 trận đấu gần nhất. Soi tỷ lệ kèo bóng đá châu Á, chọn cửa trên Espanyol. Trận mở kèo gần nhất Espanyol đồng banh với Osasuna hòa kèo. Trận mở kèo gần nhất Villarreal chấp Granada 1 bàn thua kèo. Soi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu, chọn tài. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, Villarreal thắng. Các chuyên gia bóng đá dự đoán tỷ số 2-1 Villarreal thắng trong 90 phút thi đấu. Còn ý kiến các bạn như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Để ủng hộ kênh các bạn bấm like, nhấn vào chuông để nhận thông tin mới nhất. Mến chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.